kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này: Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2014. Đồng chí Phạm Hồng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường học. Tin về một số hoạt động khác, sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tập huấn công tác Đảng năm 2014, sáng ngày 4 tháng 8, Văn phòng Cấp ủy, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy phối kết hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014 cho gần 450 cán bộ là bí thư, phó bí thư thường trực Đảng ủy các xã thị trấn, trưởng ban tuyên giáo, trưởng bộ phận giúp việc chỉ thị 03 CTTV đúc của Bộ Chính trị, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, cán bộ văn phòng cấp ủy xã thị trấn, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã thị trấn. Chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, bí thư huyện ủy Ngọc Lặc, đồng chí Bùi Trung Anh, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, đồng chí Quách Văn Khởi, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy khai mạc hội nghị. Khai mạc hội nghị, đồng chí Quách Văn Khởi, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp tập huấn công tác Đảng lần này nhằm bồi dưỡng quan điểm, tư tưởng cho cán bộ cơ sở nghiệp vụ công tác Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Sau lễ khai mạc hội nghị đã được nghe đồng chí Lại Thế Nguyên, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, bí thư huyện ủy báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại cuối năm và tầm nhìn đến năm 2020. Trong thời gian 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 8, hội nghị sẽ được các đồng chí trong ban thường vụ, chánh văn phòng cấp ủy truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác tổ chức, công tác văn phòng, công tác kiểm tra Đảng, công tác dân vận, công tác tuyên giáo, việc bí thư chi bộ cùng cấp ủy ra nghị quyết. Ngày 4 tháng 8 năm 2014, đoàn công tác của huyện do đồng chí Phạm Hồng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường tại xã Ngọc Trung, Ngọc Sơn, Cao Ngọc và Vân Am. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện có cán bộ phòng giáo dục, công đoàn giáo dục. Trong thời gian một ngày, đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, công tác chuẩn bị của các trường để bước vào năm học mới 2014-2015. Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục huyện Ngọc Lặc, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2014, các trường tập trung học sinh và giáo viên bắt đầu công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lên kế hoạch ôn luyện cho học sinh yếu kém, tổ chức thi lại và chính thức học tập từ ngày 20 tháng 8 năm 2014. Tại thời điểm này, hầu hết các trường đã làm tốt công tác chuẩn bị bước vào năm học mới. Tại các trường, các giáo viên và học sinh đang tích cực lao động chỉnh trang lại khuôn viên nhà trường, lên kế hoạch phân công giáo viên phụ trách lớp, giáo viên chủ nhiệm, làm tốt công tác tuyển sinh, lên kế hoạch ôn tập cho học sinh để bước vào năm học mới. Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn một số trường học tại các xã nói trên vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị năm học mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu các trường học cần kiểm tra lại cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, chỉnh trang lại khuôn viên nhà trường xanh sạch đẹp, có kế hoạch phân công giáo viên dạy theo đúng quy định, đảm bảo chuẩn để nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là đào tạo học sinh mũi nhọn và ôn luyện cho học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng đại trà trong năm học 2014-2015, siết chặt hơn kỷ cương nề nếp tại các nhà trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua đoàn công tác của huyện do đồng chí Quách Văn Thọ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện làm trưởng đoàn đã đến động viên chia buồn và trao tiền hỗ trợ của huyện cho các gia đình có người chết và bị thương do bị sét đánh tại làng Ung và làng Đông xã Thạch Lập. Theo gia đình nạn nhân và người dân ở đây cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 năm 2014, anh Hà Văn Tứ, 48 tuổi, bà Phạm Thị Nhường, 60 tuổi ở làng Đông xã Thạch Lập và ông Phạm Văn Viềng, ông Lê Phúc Nhớ ở làng Ung thuộc xã nói trên đi chăn trâu gặp trời mưa vào trú cùng một chỗ trên đồi và đã bị sét đánh, làm cho anh Hà Văn Tứ và bà Phạm Thị Nhường chết ngay tại chỗ, còn ông Viềng và ông Nhớ bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.
Đến thăm chia sẻ những mất mát đau thương cùng gia đình, đoàn công tác của huyện đã trao số tiền hỗ trợ cho hai gia đình có người chết, mỗi gia đình 4.500.000 đồng, và Hội chữ thập đỏ ủng hộ 500.000 đồng cho cả 4 gia đình có người chết và bị thương do sét đánh nói trên. Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của huyện cũng đã đến thăm chia buồn với gia đình nạn nhân bị chết đuối là Bùi Thị Vân, sinh năm 1992, tại làng Quang Thành, xã Ngọc Trung. Đây là một nạn nhân không may bị đuối nước và mất vào hồi 2 giờ 20 phút ngày 2 tháng 8 năm 2014. Kính thưa quý vị và các bạn, qua những vụ việc thương tâm nói trên, cũng là điều nhắc nhở tất cả mọi người khi thời tiết mưa sấm sét cần phải tìm những nơi trú ẩn an toàn nhất để không xảy ra những sự việc đau lòng đáng tiếc. Bên cạnh đó cũng cần phải lưu ý khi đi bơi ở sông hồ, ao suối hoặc qua sông qua đò, nhất là các em học sinh nên có sự giám sát của người lớn khi đi tắm sông suối hoặc đi qua sông để không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Và tiếp tục chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các em học sinh thiếu niên đội viên huyện Ngọc Lặc đã có những hoạt động bổ ích từ hội chạy hè năm 2014. Đối với các em thiếu niên đội viên của huyện Ngọc Lặc, hè 2014 thực sự ý nghĩa bởi được tham gia hội chạy hè năm 2014 tổ chức ở các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện và chọn những liên đội xuất sắc về tham dự chạy hè của huyện. Ở sân chơi này, không chỉ được giao lưu học hỏi với bạn bè cùng trang lứa, mà các em còn được thể hiện tài năng, trí tuệ của mình cũng như sự khéo léo chăm chỉ qua các phần thi do ban tổ chức đề ra. Một điều đáng mừng là qua sân chơi bổ ích này, ban tổ chức đã phát hiện thêm nhiều em có trí thông minh nhanh nhẹn, có năng khiếu bẩm sinh rất tốt và các em có những suy nghĩ trưởng thành hơn so với lứa tuổi, nhưng vẫn không mất đi sự ngây thơ hồn nhiên trong sáng, đáng yêu ở những phần thi. Hội chạy hè là một sân chơi đầy lý thú bổ ích dành cho các em và cũng là thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các thầy cô giáo, gia đình cũng như các bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đối với thế hệ măng non của huyện, động viên các em thêm chăm ngoan học giỏi, sau này khôn lớn, sử dụng tài năng trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Trường Mầm Non Thị Trấn 2 chuẩn bị bước vào năm học mới. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc về thành lập trường mầm non thị trấn 2 nhằm giảm tải và đảm bảo công tác nuôi dạy tốt cho bậc mầm non tại thị trấn Ngọc Lặc. Bước vào năm học 2014-2015, trường mầm non thị trấn 2 bắt đầu thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Trường sẽ tuyển sinh và thu hút các cháu bậc mầm non của các phố Lê Lai, Lê Hoàn, Lê Duẩn, Trần Phú và một số cháu khu vực phụ cận. Ngay từ khi có quyết định thành lập, nhà trường đã bắt đầu công tác tu sửa, chỉnh trang lại khuôn viên phù hợp với nhu cầu dạy và học. Trường mầm non thị trấn 2 được đặt tại trường tiểu học Ngọc Khê cũ, vì vậy về cơ sở vật chất, các phòng học cơ bản đảm bảo cho công tác nuôi dạy. Hiện nay nhà trường đang tiến hành tuyển sinh. Theo kế hoạch năm học 2014-2015, nhà trường sẽ có 6 nhóm lớp và 180 cháu. Đến thời điểm này, trường đã cơ bản chuẩn bị xong về kế hoạch học tập, đội ngũ giáo viên. Nhà trường đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động các cháu ra lớp và mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học và chăm sóc. Được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự tham mưu đắc lực của phòng giáo dục và chính quyền địa phương, cho đến nay thì trường mầm non thị trấn 2 cũng đã được thành lập. Đây là cái sự mong mỏi của các bậc phụ huynh, học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn thị trấn. Về trường mầm non thị trấn 2 mới được thành lập thì bước đầu về cơ sở vật chất cũng đang còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là một số phòng học thì chưa được chuẩn theo ngành học mầm non. Nhưng mà hiện nay thì cũng đã được các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương thì cũng đang đẩy nhanh cái tiến độ thi công để kịp đáp ứng hoàn thiện cho các cháu trước 20 tháng 8. Đặc biệt là một số cái phòng học cũng đã được tu sửa và nâng cấp, cải tạo một số công trình vệ sinh khép kín cho các cháu, bếp ăn bán trú, sân chơi cũng như là thiết bị ngoài trời cho các cháu để các bậc phụ huynh yên tâm gửi con đến trường. Và về cái công tác tuyển sinh thì hiện nay thì nhà trường cũng đang thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và cũng đã tuyên truyền vận động đến tận các bậc phụ huynh để phụ huynh yên tâm gửi con đến trường. Và hiện nay số học sinh ra trường cũng đã tương đối so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về trường lớp thì hiện nay dù là trường mới, giáo viên mới
nhưng mà tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng đang cũng sẽ cố gắng phấn đấu khắc phục những khó khăn trước mắt để mà hoàn thiện và tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình gửi con đến trường, cũng như các bậc phụ huynh yên tâm gửi con đến trường. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện chương trình cho vay ưu đãi 11 đối tượng trên địa bàn huyện nhà, gồm hộ nghèo, sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch, vệ sinh môi trường, sản xuất vùng khó khăn, cho vay hộ cận nghèo. Doanh số cho vay từ đầu năm là 61.468.000.000 đồng. Nhờ những nguồn vốn này mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, con cái được học hành thành đạt, có công ăn việc làm, giúp bố mẹ hoàn trả vốn cho nhà nước. Bác Đinh Thị Hồng, làng Cao Khánh, xã Cao Thịnh, gia đình có 6 người con theo học các trường đại học và cao đẳng. Từ nguồn vốn sinh viên, các con bác đã thực hiện ước mơ của mình. Gia đình tôi thì hiện tại là có 6 đứa con. Thì nói chung là 6 đứa con thì cũng các cháu cũng ăn học cả. Các cháu người vay vốn sinh viên với cái vốn là ưu đãi lãi suất thấp. Thế đó mà tạo điều kiện cho con cháu nhà tôi là được hiện tại bây giờ là 4 cháu là đại học và 2 cháu là trung cấp. Thế thì 4 cháu thì hiện nay đã có công ăn việc làm. Và trong thời gian được cái chế độ vay là gia đình tôi được vay là 48 triệu. Thì trong sau khi các cháu học xong ra trường rồi có công ăn việc làm thì chúng nó cũng có gửi về tại gia đình cho để là mà trả nợ cho ngân hàng. Thì gia đình tôi cũng đã trả được là 18 triệu. Thì hiện nay còn lại là 27 triệu nữa. Thì trong cái số 27 triệu này thì cũng là xin nó là làm thế nào là con cái thì công ăn việc làm rồi cũng xin trả nợ là trong nay đến 2018 là trả hết nợ cho ngân hàng. Thì trong làng Cao Sơn hiện nay thì cũng có rất nhiều hộ là được vay về cái vốn sinh viên này thì cũng nhờ Đảng nhà nước tạo cái điều kiện cho vay thì mỗi hộ gia đình thì nói chung là nó cũng không gặp khó khăn nữa. Bây giờ thì cái điều kiện nó là các cháu ăn học thì cũng yên tâm mà gia đình thì cũng đỡ vất vả đi. Thì bây giờ thì tôi cũng là thay mặt cho gia đình và các hộ thì cũng xin cảm ơn Đảng nhà nước có cái chế độ chính sách này thì cho chúng tôi vay đỡ vất vả. Đúng vậy, hai vợ chồng làm ruộng và trồng cao su, dứa gai, cả năm lo ăn đã giỏi lắm, chứ nói gì đến việc nuôi con học tại các trường, đại học. Nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước, không những con bác mà nhiều con em đồng bào các dân tộc xã Cao Thịnh nói riêng và con em huyện Ngọc Lặc nói chung có tiền theo học. Đây cũng là chương trình thoát nghèo bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.